Phần đầu áp lực của máy Promax M36 được thiết kế với công suất là 253 áp lực tối đa. Trên này có gắn cái đầu chỉnh áp để mình có thể điều chỉnh được áp lực tùy theo nhu cầu của sử dụng. Nếu điều chỉnh tăng thì mình sẽ bấm về phía dấu cộng, và nếu giảm thì mình sẽ bấm về phần dấu trừ. Đây mình sẽ thực hiện luôn cho. Đó, thì mình sẽ xoay. Trên cái phần đường nước thì nó sẽ gắn vào đường nước vào phía dưới bằng đường khớp gen, bằng đồng thau luôn. Và phía trên là nó sẽ gắn với đầu bi khớp nối nhanh. Thì ưu điểm của cái đầu này á thì nó sẽ gắn nhanh và sử dụng nhanh qua cái khớp nối bằng bi này. Nhưng nhược điểm là nó sẽ có hao mòn theo thời gian, có thể là mòn bi thì mình sẽ có đồ thay thế luôn. Chỉ cần thay cục bi này nếu hao mòn. Và đây là cái đồng hồ để mình có thể quan sát được cái áp lực khi mình sử dụng. Trên đầu nén 100% bằng đồng, được thiết kế với 8 con ốc để giữ rất là chắc chắn. Đây là các con ốc bằng đồng luôn. Phía sau của đầu nén áp lực và Promax M36 thì mình sẽ có một cái nút ở phía đáy này bên hông để mình sẽ xả nhớt khi mình thay nhớt hoặc kiểm tra nhớt. Và đây là cái mắt nhớt. Cái mắt nhớt này nó có dấu đỏ này để cho mình dễ quan sát. Và nhớt này mình sử dụng là nhớt Honda hoặc nhớt xe máy 10 hoặc 40 V kép. Phần đầu được thiết kế bằng gang. Thứ nhất là để giải nhiệt khi máy hoạt động lâu và tạo cái sự chắc chắn cho cái hệ truyền của piston và cái lực truyền của những cái tay rên khi mà máy làm việc. Phía bên trên mặt của cái đầu nén áp lực thì nó sẽ có một cái nút nhớt màu đỏ. Phía trên nó sẽ gài cho mình một cái tờ giấy màu vàng này, nó cảnh báo về cái nhớt cần thay hoặc là cái số giờ hoạt động của đầu áp lực này. Mình lưu ý với khi sử dụng là cái đầu bơm áp lực này phải thường xuyên kiểm tra nhớt và kiểm tra phần nguồn nước. Phía trong của cái phần dẫn nước vào này nó có một cái phần lọc. Và khi mà sử dụng á thì mình cũng thường xuyên phải mở cái lọc này ra để mà vệ sinh những cái cặn bẩn của nước. Đó, nó sẽ giúp mà bảo vệ được cái đầu áp lực của mình tốt hơn. Về tổng quan của máy rửa xe áp lực Promax M36 thì nó cũng khá là to và nặng. Nó sử dụng điện 3 pha. Do đó nó sẽ phù hợp cho các trung tâm rửa xe, chăm sóc xe ô tô hoặc là vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh công đường và vệ sinh xịt rửa các sắt thép xây dựng. Sau đây mình sẽ thử bằng cái đầu màu trắng.
giảm 150 cho anh nhé. Rồi bật. 150 chưa? Rồi, tắt 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 tắt. Đó 150 vẫn ra nhá. Rồi anh thử cái đầu xoáy. Xoáy nó to bằng mấy lần. Rồi, túi xuống. Rồi. Khác nhau gì anh? Đây, cái cục rêu mạnh nhất này, phân. Đó, đó, đó. Đây đó, mạnh. Này có 150 rồi đó, nó giảm rồi đó.